Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2017. Hôm nay là thứ Bảy, bây giờ là 5 giờ 5 phút chiều giờ Thái Bình Dương. Hôm nay tôi xin đọc bài về vài bài trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Từ lâu Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp dự bị, sách này xuất bản năm 1935. Do ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn. Cuộc Préparatoire Lecture. Tôi xin đọc vài bài về tiếng Việt. Bài số 1. Bài số 1. Chỗ quê hương là đẹp hơn cả. Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi, ông đi du sơn du thủy, thế ta đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy, ông cho ở đâu là thú hơn cả? Người du lịch đáp lại rằng, cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi, từ cái bụi tre ở sau vườn cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan. Kẻ không sao cho xiết được. Bây giờ đó là bài số 1. Đọc bài số 2. Học trò biết ơn thầy. Bài số 2 là biết ơn thầy. Ông Carnot, ông là người Pháp, Carnot, tên của ông là Carnot, C-A-R-N-O-T. Ông Carnot xưa kia là ông quan to của nước Pháp, ông là tướng. Một hôm, nhân lúc rảnh việc về chơi quê nhà, khi ông đi ngang qua trường học ở làng, trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm trường và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng, tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không? Rồi ông mạnh lại khuyên bảo học trò rằng, ta bình sinh nhất là ơn cha, ơn mẹ, sau là ơn thầy. Ta đây
vì nhà có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay. Tôi xin đọc bài tiếp. Bài số 3, ăn mặc phải giữ gìn. Cùng một ngày, ba mẹ may cho anh Giáp, tên anh là Giáp, xin lỗi tất cả mọi người, tên là Giáp, nếu không có trong đây. Và anh Ất cũng vậy, xin lỗi anh, mọi người tên là Ất. Ba mẹ may cho anh Giáp và anh Ất mỗi người một cái áo lương. Áo lương là áo dài. Thế mà chưa được bao lâu, áo của anh Ất đã sờn rách 5-7 chỗ. Còn áo của anh Giáp vẫn nguyên lành như mới. Tại sao vậy? Tại anh Ất có áo mà không biết giữ. Lúc mặc thì lê la giày vò. Lúc cởi ra thì bạ đâu quăng đó. Cách sao áo không chóng, mau rách được. Còn áo của anh Giáp thì vẫn nguyên lành, là vì khi nào mặc thì anh giữ gìn sạch sẽ, và khi nào cởi ra thì anh chịu treo, anh chịu gấp cẩn thận, và anh treo chỗ khô, có để mấy miếng lông não gần đó để trừ mối, gián, mọt, cắn, anh biết bảo quản. Các anh nên bắt chước anh Giáp và ăn mặc để khỏi tổn hại cha mẹ, và lại tập được cái tính tốt không đoành đoàn, tức là lại xài. Giờ ít ai dùng chữ đoành đoàn, tức là lười trễ, không có giữ gìn cẩn thận. Tôi xin đọc tiếp bài thứ tư, tàn bạo, cruelty. Tàn bạo là một tính rất xấu. Người ta đối với kẻ hèn yếu hay giống súc vật bao giờ cũng phải nhân từ thì mới phải đạo. Một hôm, Định là tên đứa trẻ. Một hôm, Định trông thấy con chó nhà láng giềng chạy vào nhà mình, nó liền đóng cửa lại, rồi lấy gậy đuổi đánh. Con chó kêu rầm trời và chạy đánh vỡ đồ đạc. Định thấy vậy lại càng đuổi đánh mãi. Sau, con chó tức lên nhảy vào cắn chân Định một miếng thật đau. Định ngồi ôm chân mà khóc. Do đó, phải nói rằng ta trở nên tàn bạo với thú vật hoặc với kẻ yếu hơn mình, ngã ngựa. We should not be cruel to the animal, dog. Đó cũng đừng nên ăn thịt chó. Bài bài lòng thảo hiếm có, cái hiếu lòng thảo hiếm có, rare filial piety. Mẫn Tử Khiên, mẹ mất sớm
bị người gì kẻ ác nghiệt sự tàn nhẫn lắm. Mùa rét chỉ cho mẫn tử mặc một cái áo, một manh áo mỏng, còn hai đứa con riêng của mình thì cho mặc áo bông, áo mềm tử tế. Một hôm, người cha sai mẫn tử đi đẩy xe. Mẫn tử rét quá lập cập vấp ngã, cha quở mắng. Mẫn tử cũng không nói gì. Sao cha biết người gì ghẻ để cho mẫn tử phải chịu đói rét? Và thường khi lại còn hành hạ khổ sở, thì muốn đuổi ngay đi người gì ghẻ. Mẫn tử biết ý, can cha rằng, dì con mà còn ở lại thì chỉ có một mình con chịu đói rét mà thôi. Chứ dì con mà không ở đây nữa thì ba anh em chúng con đều bị đói rét cả. Người cha nghe nói cho là phải. Người dì ghẻ thấy mẫn tử hiếu đệ như thế lấy làm cảm động, và từ đó cư xử với mẫn tử rất là tử tế. Tôi xin đọc bản khác là chuyên cần industriousness. Học hành phải chuyên cần. Đi học mà buổi không chẳng những thiệt cho mình mà thất lễ với thầy nữa. Học trò trốn học đi chơi là học trò hư, a truant pupil is a bad pupil. Thằng Tạ ở nhà cắp sách đi học, nhưng kỳ thật nó trốn học, nó đi chơi, nó đi đánh bi, nó đi đánh đạo, đi ăn trộm, ăn cướp. Cha nó bắt được nó đang trèo lên cây để lấy tổ chim, gọi xuống rồi đem xuống trường học mách thầy. Thầy giáo phạt Tạ và mắng Tạ rằng, mày trốn học như vậy thì tội nặng lắm. Ở nhà thì nói dối cha, đến trường thì nói dối thầy. Từ đây phải chừa nhá, và phải đi học chuyên cần. Học hành ư cần, cách ngôn. Progress in study stems from industriousness. Do not play truant. Lười biếng, tôi xin đọc bài khác, lười biếng, laziness. Người lười đã không làm được việc gì mà lại còn ăn hại nữa. Ai lười biếng thật là đáng khinh bỉ. Học trò đã vào học được một lúc rồi, mới thấy thằng Đông mở cửa vào. Nó đến trễ là vì nó ngủ trưa. Ấy là còn khá đó, có hôm nó còn già ốm để nghỉ học ở nhà. Nó lười biếng như thế cho nên đi học đã hơn 6 tháng mà chưa đọc được, chưa viết được. Quốc ngữ, thầy giáo quả phạt nó luôn. Nếu nó không chăm chỉ thì rồi nó sẽ chịu dốt suốt đời. Lazy persons are averse to work and live at the expense of others. They are really contemptible. The pupils have been long in class when Dong opened the door and walked in. He was late because he got up late. This is still better compared with his pretense to be sick for getting a school day off. Such a laziness makes him unable to read and write the national language, although he has been going to school for more than 6 months. The teacher often reprimands or punishes him. If he doesn't work hard, he will remain an ignorant person for the rest of his life.
Therefore, cần hữu công, hy vội, phi vội, to work is useful, to play is useless. Không nên khinh những nghề lao động, lao lực. Cậu Jack ra tỉnh lỵ học đã lâu ngày, nhân dịp Tết, sắp Tết rồi. Tết này là Tết con gà. Cậu Jack ra tỉnh lỵ học đã lâu ngày, nhân dịp Tết, con gà sắp tới, được nghỉ về nhà chơi. Cậu thấy anh đang chân đạp máy cưỡi, tay đưa thoi ra, đang đạp máy cưỡi, tay đưa thoi. Ra dáng vất vả thì cậu phàn nàn với mẹ rằng: con trông thấy anh con làm ăn mà thương quá. Con chẳng làm cái nghề ấy đâu. Con cố học để ngày sau được làm quan, hiển vinh vũ, sung sướng. Bà mẹ cười mà đáp rằng: con cố chí học để mai sau làm quan, mẹ cũng mừng. Nhưng con đừng vội khinh cái nghề của anh con. Anh con dệt vải thì bây giờ con mới có quần áo mặc mà đi học. Ngày sau con mới có quần áo mặc mà ngồi ở chốn công đường. Không cứ gì một nghề dệt vải mà tất cả bao nhiêu nghề khác làm bằng tay chân, như cha con đi cày, người thợ rèn sắt, người gồng thuê gánh mướn, đạp xe ba gác, lao động, người phu kéo xe, đều là những người có ích cả cho xã hội, ta đều phải kính trọng cả mới phải, không có nghề nào là nghề xấu, chỉ có lười biếng mới xấu thôi. Đồ ăn bám. Con chớ nên cậy có chút học thức mà khinh những người làm ăn vất vả, tay chân lao động. Thư từ, viết thơ, letter writing. Viết thư cho ai, tức là lấy chữ viết thay cho lời nói, tỏ ý với người ta, nghĩa là giải bày những tư tưởng, những tính tình của mình bằng chữ viết cho người ta biết. Vậy viết thư cũng như chuyện nói, phải cho tự nhiên, nhưng cầm bút viết thì lời lẽ ắt phải chảy chuốt hơn và cẩn thận hơn là lời nói. Thư viết lại cốt phải rõ ràng và giản dị, nghĩa là chữ dùng, câu đặt phải cho đâu ra đó, không có mập mờ, lầm lẫn, không có nhảm nhí, lôi thôi. Chỉ diễn rõ tư tưởng là đủ, không cần gì phải văn hoa cho lắm. Thư viết cho họ hàng, bè bạn thì cốt phải tỏ lòng thân ái. Kẻ dưới viết cho người trên thì phải tỏ bộ tôn trọng cung kính, mà người trên đáp lại cho kẻ dưới thì phải có bộ yêu mến ân cần. Còn thư phải buôn bán thì phải khúc chiết, precise. Kính hay là gương đeo mắt, glasses that can read. Có một bác nhà quê rốt nát, thấy một ông cụ già, thế khi đọc sách thì lại đeo kính vào mắt. Kính đây. Bác tưởng rằng đeo kính thì đọc được sách. Một hôm bác ra tỉnh vào ngay một hiệu để mua kính. Bác dở một cuốn sách ra cầm trước mắt để thử kính. Bác thử luôn đến 5-7 thứ kính, mà thứ nào bác cũng chê là xấu, không thể xem được sách. Nhà hàng thử kính, bán kính,
lấy làm lạ, hỏi rằng: "Vậy ông có biết đọc không đã?" Người nhà quê gắt lên trả lời rằng: "Ô hay, nếu tôi mà biết đọc thì hà tất tôi phải đến đây mua kính của bác à?" Nhà hàng phì cười bảo rằng: "Đây tôi không có thứ kính nào đọc được sách cả. Ông muốn xem được sách, xin hãy về học quốc ngữ cho thông đã." Đọc tiếp một chuyện khác, chuyện về khuyên hiếu đệ, khuyên người ta hiếu, con cái hiếu đệ với cha mẹ. Vài câu: "Cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lê lượng nào đong, thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường." Chữ đề nghĩa là nhường, nhường anh nhường chị, lại nhường người trên. Ghi lòng tạc dạ, chớ quên, con em phải giữ, lấy nền con em, con phải hết lòng thờ cha mẹ. Đức cù lao là công lao của cha mẹ. Lấy lượng nào đong, tức là nhiều lắm, không thể nào đong được. Thêm cái tôi xin tạm dừng ở đây, quý vị.